26 tháng 7, cô sinh năm 2019, có nguồn gốc bố từ tiếp các ngoại hình, tiếp các trường hợp chúng ta sẽ cùng đến với phần quay cả các lên. Được kính đề nghị phóng viên báo đài trung ương và địa phương sẽ cùng lan tỏa hình ảnh của hoa hậu Bò Sữa Mộc Châu đến với bạn bè gần xa.